Thứ nhất chúng ta phải hiểu là lực duy tâm là gì. Tín ngưỡng của mỗi dân tộc vốn dĩ khác nhau, do tập quán sinh hoạt, địa hình thổ nhưỡng, khí hậu vùng miền, di cư lãnh thổ mà hun đúc lên những giá trị tinh thần khác nhau. Tín ngưỡng tôn giáo là đời sống tinh thần của mỗi dân tộc, là bản sắc văn hóa riêng qua các thời đại lịch sử nhằm giúp con người có niềm tin vào cuộc sống, sống hòa hợp với tự nhiên. Tất cả các tín ngưỡng tôn giáo được lập ra cùng nhằm giác ngộ con người thông cái lý thuận tự nhiên. Luật nhân quả của tự nhiên, sự vận hành quỹ đạo của Thái Dương hệ cùng với thiên tượng, vũ trụ quan tạo ra những lực ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Con người sống trong đó thì sẽ phải chịu những lực tác động đó. Ví dụ như một năm có 365 ngày thì nó ứng với 360 đốt xương, 12 kinh, 15 lạc, 84.000 lỗ chân lông. Một năm chia làm 12 tháng, mỗi tháng chia làm 2 tiết khí, mỗi tiết khí 15 ngày, 5 ngày ứng với một nguyên. Mỗi tiết khí có 3 nguyên cũng ứng với chu kỳ dịch chuyển của mặt trăng và mặt trời, ứng với chu kỳ lên xuống của con nước thủy triều. Con người sống trong vũ trụ quan thì phải chịu sự vận hành của vũ trụ quan, điều đó là khó chối cãi. Nhiệt độ, độ ẩm, không khí đều ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Cổ nhân đạo gia cũng từng dạy, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo Phật nói rằng thân này khi đủ duyên thì do tứ đại hòa hợp mà thành, hết duyên thì mất, tứ đại lại trả về cho tứ đại. Tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Tín ngưỡng bản địa Vu Đồng cũng dạy con người sống thuận tự nhiên. Sống thuận với cha trời, mẹ đất, tổ tiên người Việt cũng tôn sùng các vị thần mà thờ phụng, lấy đó làm giá trị tinh thần để giáo dục con cháu. Chúng ta vốn ảnh hưởng nặng nề tư tưởng tôn giáo của đất nước Trung Hoa, đặc biệt là tư tưởng của Khổng Tử và Lão Tử và Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa. Các pháp của Vu Đồng, Vu Thuật đều lấy các vì sao mà tôn thờ, ví dụ như sao Nam Thần và sao Bắc Đầu thì hệ thống đình thần Tam Tứ Phủ họ tôn thờ TH. Ảnh hai ông, Nam Tào và Bắc Đầu. Hay lực ảnh hưởng của Thái Tuế hàng năm thì đạo giáo Trung Hoa tôn sùng thành 60 vị Thái Tuế, và phù chú cũng từ đó mà có, đó chính là phù Thái Tuế. Lực duy tâm chính là lực tác động vào đời sống tinh thần, hệ tư tưởng tín ngưỡng và tôn giáo. Nó tác động trực tiếp đến tâm linh tâm thần của mỗi người. Cái giá trị tạo ra là giúp con người có niềm tin vào cuộc sống, giúp con người sống yêu thương, hòa hợp với nhau, hòa hợp với tự nhiên. Tôi chỉ ra vấn đề đó chính vì con người sống phải hài hòa với tự nhiên thì cơ thể tinh thần mới khỏe. Mạnh được, chúng ta thử nhìn lại Pháp Luân Công họ nói sao. Có bệnh không cần đến bệnh viện. Xin thưa, có bệnh thì phải chữa trị, không có cái lý nào mà cái ông lý kia lại ban phát được sự tái sinh của các ca ung thư, lại được tôn sùng là Phật Vương, điều đó đã trái với tự nhiên, với quy luật vận. Hành của tạo hóa, vũ trụ quan. Có bệnh tật thì phải khám và điều trị theo phác đồ của y học hiện đại kết hợp đông y. Pháp Luân Công là gì? Những công phu tập Pháp Luân kia nguy hiểm như thế nào, dù hiện tại trên thế giới có mấy chục triệu con người đang theo học. Cộng thứ nhất, Pháp Luân Công mượn giáo lý kinh điển của Phật giáo Đại Thừa mà nhằm che đậy sự giả dối, mượn sự ảnh hưởng của Phật giáo mà lôi kéo các tín đồ. Tự ý sáng lập ra những tư tưởng khác với chánh pháp của Phật giáo, khác với những gì mà các tổ bên Phật giáo đã hoằng thị, giác ngộ con người. Biến tướng các lời dạy của các chư tổ thành lời dạy của Lý Hồng Chí. Mà đáng lẽ ra ông ta phải rửa tội và quỳ lạy vị Phật trong chính tâm hồn của mình. Cộng thứ hai, Pháp Luân Công mượn các thuyết âm dương, khí công của đạo gia của các phái như Toàn Chân Giáo, Hoa Sơn, Võ Đăng, rồi tự mình biến tướng R. À, những công phu mà đúng ra ông ta phải sám hối linh hồn quỳ trước mặt các vị tổ sư của đạo gia. Cộng thứ ba, Pháp Luân Công phá hỏng tín ngưỡng tâm linh, giá trị tinh thần của người Việt, đó là lực gia tiên cửu huyền thất tổ của chính những tín đồ người Việt đang đi theo. Cộng thứ tư, Pháp Luân Công phá hỏng giá trị đạo đức, xã hội, nhân phẩm, trách nhiệm đối với cuộc sống nhằm mê muội, tuyên truyền tà thuyết, mê tín dị đoan, lôi kéo các tầng lớp xã hội tham gia. Ảnh hưởng đến tín ngưỡng lực và tôn giáo của quốc gia. Đã là một tín ngưỡng tôn giáo chân chính thì không có lôi kéo bằng các hình thức và hệ tư tưởng như vậy. Đó là bốn cái nguy hại cho một quốc gia. Pháp Luân Đại Pháp của cổ ma Lý Hồng Chí. Thực tế thì con người dù tập luyện hay vận động bằng những động tác đơn giản nhất như đi bộ, vung tay, múa xê. Hân, điều hòa hơi thở thì khí huyết cũng sẽ lưu thông, vì nó tiêu hao đốt cháy năng lượng, từ đó các chất như gluco, lipid, glycerid, got, GPT cũng sẽ giảm và trở về giá trị tham chiếu nếu chúng ta chịu khó luyện tập ăn ngủ điều độ. Chính vì vậy những người già, người bệnh khi tập Pháp Luân Công lại tưởng rằng ông Lý ban phát cho thần thông, thật là nực cười. Người mới tập các động tác của Pháp Luân Công thì thấy rất khỏe mạnh, thấy vùng đan điền khí nóng ấm, nhâm đốc y Lý có vẻ được vận hành tích cực, mấy tháng đầu thấy rất phấn khởi, tinh thần khỏe mạnh. Thực ra trong đó có một chút bí pháp của Tam Hỏa Chân Muội, nhưng là bàng môn thôi. Cộng Pháp Luân Công cũng giống một số bàng môn khác là dùng ý thủ quan khiếu, nhằm chỉ hòa kích hoạt quan khiếu, dùng ý thức hậu thiên tạp loạn thủ vào tam điền, thủ vào kinh lạc lâu.
dần nó sẽ rút nguyên khí của chính lục phủ ngũ tạng, người tập được vài năm thì khó mà bỏ tập được, cứ bỏ là sẽ bị đau nhức trở lại. Đó chẳng phải là tà đạo hay sao? Con người có quyền sống, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không phải là thứ ép buộc như vậy. Cộng pháp luân công đánh vào thần hồn của con người, lâu dần phá hỏng tín ngưỡng lực gia tiên, phá hỏng Phật giáo. Họ chẳng còn niềm tin vào tổ tiên của chính mình, họ chẳng có niềm tin với Phật giáo chân chính, cuối cùng họ chỉ còn niềm tin vào cổ ma Lý Hồng Chí, mà họ tôn sùng là Phật Vương. Pháp luân công dưới góc độ tâm linh, đa số khi soi thần của các tín đồ đều thấy bóng của Lý Hồng Chí. Thần hồn của các tín đồ bị trói khóa, khi hồn bị trói khóa mê muội thì tinh thân sẽ chỉ tôn sùng Lý Hồng Chí. Lúc nào sư phụ cũng là nhất, sư phụ dạy thế này, sư phụ dạy thế kia, sư phụ chẳng có sai, là do con người ngu dốt không theo sư phụ. Sư phụ của các vị có bằng Phật Thích Ca không, có bằng Lão Tử không? Nếu tôn sùng ông ta thì thà tôi tôn sùng các thầy tổ có phải tốt hơn không? Pháp luân công của các vị mà đem ra so sánh với Phật giáo và đạo gia thật là quá thiển cận về cả lịch sử lẫn những giá trị to lớn mà các ngài ấy để lại cho hậu thế. Các tín đồ ban đầu sẽ được chính tha lực của Lý Hồng Chí ban phát công năng, càng nhiều người theo thì công năng của ông ta càng mạnh. Có khi các tín đồ tự nguyện chết vì cái đạo của ông ta. Nếu mà có vị nào tu pháp luân công muốn bảo vệ, hay nói về lý đạo cứ đến tìm tôi sẽ tiếp đón và đưa về chánh pháp. Nhưng hãy chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức nhất định về Phật Pháp, đạo gia, hay kiến thức về Đông Tây Y cũng như về khí công, kẻo đến mà dùng lý cùn thì tôi không có tiếp. Những lời tôi viết ở trên đây, đều có người hộ đạo, nên tôi cũng chẳng có sợ gì mà không dám viết ra. Bạch Vân Xích Tử, 2 tháng 11 năm 2018. Nguồn, Bạch Vân Xích Tử.